Cả nhà có giống như mình không? Mình cho dù đi làm về á, mệt cái nào nha, mình vẫn thích nấu cơm nhà ngon hơn cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay mình đi làm về cũng khá là trễ rồi, nhưng mà mình cũng phải nhín ra ít thời gian để mình nấu cơm nha. Thì mình xúc gạo vo cơm à. Không biết ai có giống như mình không nha, thỉnh thoảng nha, gấp nấu cơm quá cả nhà. Vo cơm xong là bắt lên nồi nha, mà không có nhấn nút à. Đồ ăn chín hết là cơm vẫn chưa chín nha, nghĩ nghĩ là cũng mắc cười. Cho nên thường á là mình sẽ coi rất là kỹ về vấn đề là cơm ạ. Giờ mình sẽ mở tủ lạnh mình lấy tôm ra nha. Thịt thì hôm bữa trước á mình mua về mình ốp sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc là mình ốp lại mình chiên nữa thôi ạ. Tôm này thì ở nhà mình nha cả nhà ơi. Ở nhà mình thì ba mình á lâu lâu gửi lên cho mình ít tôm vậy đó. Thịt thì mình ốp đơn giản lắm cả nhà. Tỏi nè, bột ngọt, bột nêm nè, ít nước mắm nha. Mình thì mình ít ăn đường á, hầu như là đồ ăn của mình cũng ít nêm đường lắm. Mỗi người một cái khẩu vị nha cả nhà ơi. Thì bữa cơm chiều ngày hôm nay bắt đầu mình sẽ bắt chảo lên chiên thôi. Hơi dăng một tí. Nhưng mà thôi, vì món ăn ngon thì mình cũng phải chịu thôi cả nhà ơi. Dạng như nó có một ít hơi nước mắm với nước đá á, mình bỏ tủ lạnh á, cái nó sẽ hơi bị dăng. Nếu mà cả nhà mình có thể mình lấy cái nắp mình đậy lại cũng được. Mình á thì mình sơ đều đều với mình sợ nó bị khét. À, cả nhà tới công đoạn này cả nhà mình thấy đói bụng chưa? Chớ mà đi làm về trễ mà cái công đoạn mà chiên kiểu này ha, bắt đầu là bụng mình nó đói cồn cào hết à. Thì trong cái thời gian mình chiên sườn nè, sen sẽ lặt ga lặt cải nha. Ngày hôm nay mình sẽ ăn sườn gan với canh cải cả nhà ơi. Cả nhà mình thấy miếng sườn không? Mình không có bỏ để đường á, cho nên là hạn chế khét rất là nhiều luôn á. Mình chỉ để nước mắm thôi, cho nên cái độ vàng nè cả nhà rất hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình đợi mình nấu nồi canh cái nữa rồi ăn cơm nha. Thì cải này hồi chiều mình mua ở ngoài chợ Trồng Hổm cho công ty mình nè, 10 ngàn mà nhiêu đây nè cả nhà. Hai đứa mình ăn chắc cũng cỡ no luôn. Mình lặt có nửa bó à, còn nửa bó mình sẽ để lại trong tủ cả nhà ơi, để nấu mì đồ ăn nha. Cải đây được một cái là người ta xả rồi á, cái người ta hái vô người ta bán mình mua liền á, rất là tươi rất là ngon luôn ạ. Hai đứa mình ăn chắc cỡ mười mấy con tôm mà nha cả nhà. Cả nhà mình có mà hỏi sao mình ăn ít vậy nha, tại vì bữa cơm chiều mà đôi khi làm mệt rồi cũng không có ăn được nhiều nữa cả nhà ơi. Nấu dạng như là có vị vậy đó. Mình sẽ ướp tôm với bột ngọt bột nêm trước nha, sau đó mình sẽ sấy mỡ tỏi mình để vô sau cả nhà ơi. Còn mình xào sớm quá á, dạ mình xào sớm quá thì tôm nó sẽ bị teo lại nha, không có ngon à. Thì mỗi một người một cái, mỗi một nhà có một cái kiểu nấu khác nhau nha cả nhà ơi. Thì mình nấu vậy ăn vậy nha cả nhà. Cả nhà mình nấu như sao à? Bây giờ sôi rồi mình bỏ cải vô nha. Sơ tới sơ lui là bỏ hành vô nữa là ăn cơm thôi cả nhà ơi. À, cả nhà mình thấy nha. Chiều bữa cơm chiều tuy là vậy thôi cả nhà ơi, mà rất là ngon à. Mình là mình thích ăn cơm chiều dữ lắm. Ăn cơm nhà nè, đi làm về mệt mệt ăn cơm nhà là nhất luôn à. Ra và hái thêm miếng hành nữa. Bụi hành này mình trồng đâu là cái cỡ là 3 tháng gì đó nó mới được có mấy miếng hành vậy đó cả nhà. Thôi thì bữa nay lặt nó vô bỏ canh luôn đi cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Cả nhà mình thấy cái chén đó không? Đó là cái chén dưa mắm đó cả nhà. Dưa mắm là ở đây là dạng như là người ta làm bằng từ dưa gang á. Dưa gang người ta để ta muối ốp ở trong nước mắm hay là sao thì mình cũng không biết, mà cái tên gọi của nó là dưa mắm. Ăn kèm với thịt luộc cũng rất là ngon nha. Thôi mời cả nhà ăn cơm với mình ạ. À. Gắp thêm miếng sườn, miếng canh cải nữa cả nhà ơi. Rồi vậy là xong bữa cơm rồi nha.